Video này thì mình lại cùng anh em tiếp tục trong một game đấu trường chân lý mobile. Trong game này thì cái khởi đầu tiên thì mình đã chọn một cái hình nộm, nó có hai cái ấn. Đây, cái hình nộm của mình có hai ấn, và đó là ấn đấu sĩ và ấn sử gia. Nên là game này chắc mình sẽ chơi theo ấn và mình sẽ chơi sử gia thôi anh em ơi. Nó ra ấn thế này mà không chơi thì lại bảo là không coi nhau ra cái gì. Thằng này lấy cái loại cái nâng cấp chán đời nhỉ. Con Kobuko này yếu kinh nghiệm được đấy. Lấy cái loại chán đời ghê. Mình vẫn rất háo hức là làm một game 10 sử gia này. Nhưng mà nghe vẻ khó quá này. Nghe vẻ quá khó anh em ơi. Làm sử gia hơi sớm nhưng mà quá là ok luôn. Đồ đạc chán thế. Anh em nhìn đồ chán chưa này. Không ra cái thẻ thống gì luôn.
Nhỏ này cố tình thua để lấy trang bị à? Cố tình thua để lấy trang bị rồi. Không thấy con Sivir nào. Bây giờ chưa ra Sivir luôn. Ba con bát liền, okay. Cho một phát ba con bát. Sivir đi đâu hết thế nhỉ? Có nhà nào cho Sivir đâu, không có con nào luôn này. Bạn này chơi thần tài lại đi thôi. Chơi thần tài là dễ đi đó. Không thấy
con Sivir nào, sợ chưa? Aman. Cũng còn gì ác hơn nữa. Vâng vâng, canxi 200 đấy. Xem châu này. Sợ quá. Hai con bát lên. Game 1 cũng chơi. Buộc phải chơi thôi anh em ơi.
có ý đề luôn. Lấy cái lân cấp trẻ khỏe tự do để chạy cho nó mạnh mà không có ý đề để lấy luôn. Anh Tuấn giờ không có tuổi nhá anh Tuấn nhá. Nhìn con bát. Còn vát ba cuồng đao xem nó bắn nhá. Anh em cùng xem bát ba cuồng đao nhá. Đây trận này đánh với thằng cuối bảng này. Ui. Chán tanh vẫn hơi yếu anh em ạ. Cái giáp gai này được này, để này. Ui chít tân A3. Thank you.
uống xả thật sơ xem có ra gì ạ. Bảy sự ra rồi. Giờ có Iteria thì ngon quá. Căng thẳng quá. Con thì vẻ vẫn một cày chưa. None will escape my grasp. Okay, so we're doing this.
actions are told in word and deed. Tôi bố nó. Nãy mới dạy đây đi à, sợ chưa? Đấy, ra cái nó ra ID 2 luôn. Đáng đồng tiền bắt gạo anh em ạ. Wouldn't wish my fate on anybody. Này này chịu rồi, không được mời sự ra rồi. Không thể chơi nổi mời sử gia. Cắt 2 Galio 2 cơ, nó mới ăn thua anh em ơi. Mà gặp thằng này đúng không? Một máu cuối cùng.